Alo, anh ạ, em nghe này. Hôm nay chuẩn bị tăng ca nhá. Ôi, thời gian này em mệt lắm, không tăng ca được đâu. Thế có muốn vào Sài Gòn không? Thật á? Thế bao giờ tăng ca anh? Ok, chào mừng tất cả anh em. Mình là Dũng rồi đây. Đến ngày 29 này thì Mobile sẽ có cơ sở đầu tiên ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. 29 tháng 9 chứ nhỉ? Và tất nhiên là có rất là nhiều các cái phần quà hấp dẫn cho anh em dành trong cái buổi khai trương này. Tổng giá trị của phần quà mà các bạn có thể nhận được là lên đến khoảng hơn 25 triệu đồng một gói phần quà, phải nói là rất là kinh khủng. Và mình cũng sẽ có cơ hội được bay vào trong đó để có thể giao lưu với các bạn, lần đầu tiên đi máy bay luôn. Và cái phần quà lớn nhất dành cho anh em đó chính là một chiếc iPhone X với mức giá là 690.000 dành cho bạn may mắn nhất. Tuy nhiên cái cách thức tham dự như thế nào thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới dành cho các bạn tham khảo. Và 690 cũng chính là cái địa chỉ của Mobile tại trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Sẽ có những cái điều rất là bất ngờ dành cho những bạn đến đầu tiên, đó chính là sẽ có một cái gói phần quà dành cho 30 bạn đến đầu tiên cực kỳ có giá trị, và đây là một cái gói phần quà bí mật mình sẽ chia sẻ sau nhé. Không chỉ có những phần quà trao trực tiếp cho các bạn đâu, mà những bạn đến sớm còn có cơ hội bốc thăm một chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro hàng chính hãng. Ngon vãi. Nhưng mà cái này nó sẽ là hình thức bốc thăm trúng thưởng nha các bạn nhé. Và những người đến sớm thì mới có cơ hội này. Và còn rất là nhiều các cái chương trình tuyệt vời nữa, như thể là giảm giá kịch sàn cho anh em là 260.000 cho những bạn nào đầu tiên đến với Hùng Mobile để mua smartphone. Thế nhưng là chỉ áp dụng trong có khoảng 10 người đầu mà thôi. Còn đối với 20 người tiếp theo thì sẽ là 169.000, và 30 người tiếp theo đó chính là 69.000. Đây chỉ áp dụng cho iPhone và Samsung thôi nhá. Còn đối với Xiaomi thì sẽ có mức giá khác cho các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu ngay ở phía bên dưới đây. Và cũng rất là may mắn là mình có thể sẽ được vào trong đó và giao lưu với anh em, và sẽ tặng quà trực tiếp cho anh em luôn. Mỗi phần quà thì nó là một cái phần quà bí mật, và mức giá nó rơi vào khoảng 300.000. Anh em hãy cứ chờ đợi nhá. Đến lúc đó thì mình sẽ bật mí sau. Mình sẽ giải đáp tất cả những cái vấn đề về tâm sinh lý các kiểu cho anh em trong ngày hôm đó. Vậy thì có lẽ là mình phải hẹn anh em vào ngày 29 tháng 9 này tại 690 Lê Hồng Phong. Và Hùng Mobile sẽ có rất là nhiều các chương trình khuyến mãi cho các bạn trong ngày hôm đó. Cứ đến là có quà liền à. Vậy hãy đến nhá. Và mình sẽ rất là chờ các bạn đến để chúng ta có thể giao lưu cũng như thể là chăm sóc. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.